Đàn ông không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ khô. Đàn bà thì sao? Không sợ mỏi, không sợ mệt, chỉ sợ mềm mà thôi. Đây là một cái câu nói mà mình thấy rất là đúng với cái thực trạng ngày nay luôn á. Đã là một người phụ nữ thì cái nỗi ám ảnh lớn nhất của họ là cái gì các bạn biết không? Là khi vào lâm trận rồi mà chồng mình lại bị mềm ngang. Trong khi đó thì các bạn biết rằng 50 đến 60% những người đàn ông từ sau 50 tuổi rất là đau khổ khi và phải trải qua cái tình trạng này. Với cái kinh nghiệm tư vấn cho khách hàng, đặc biệt là những cái người đàn ông từ 50 tuổi trở lên, thì bên mình đã có cái kinh nghiệm tư vấn là 3 năm rồi. Và cái số lượng mà khách hàng mà bên mình tư vấn thành công nó không còn ở cái con số là vài chục nghìn nữa, mà nó đã tăng lên đến mấy trăm nghìn, 300 000 400 000 khách hàng rồi. Hôm qua mình mới vừa thống kê trở lại. Thì nếu như mà các bạn không tin điều đó thì các bạn có thể lên YouTube và các bạn gõ Thanh Nga Official thì các bạn sẽ thấy cái kênh của mình rất là lớn. Và với cái kinh nghiệm tư vấn đó thì bên mình có những cái dòng sản phẩm mà nó sẽ đặc thù vào một cái nhóm khách hàng nhất định, bởi vì bên mình đã hiểu rất rõ nhóm khách hàng đó rồi. Cho nên là khi nghiên cứu sản phẩm và cho ra mắt sản phẩm thì nó đã nhận được những cái phản hồi rất là tích cực từ phía khách hàng. Phải nói là ngay tháng đầu tiên ra mắt thì bên mình đã gần như là bán sạch luôn cái lô sản xuất đầu tiên rồi, và hiện tại là cứ mỗi 2 tháng là hết một cái lô sản xuất mấy chục nghìn sản phẩm. Thì các bạn thấy rằng nó cái độ phủ sóng của cái sản phẩm bên mình là nó rất là lớn không nào. Thì đối với những cái anh mà mình đang bị xìu trước khi lâm trận nè, rồi xìu trong khi lâm trận nè, rồi đang dạo đầu thì xìu, còn có thậm chí có anh hồi sáng này anh nói với mình đó em ơi, thậm chí là chưa có kịp mà cởi cái đồ lót phía trong thì nó đã xìu mất tiêu rồi. Thì một số anh thì bị giảm ham muốn nữa và bị xuất tinh sớm, thì mình có thể trải nghiệm mà sản phẩm mã phục đan kết hợp với tinh hào cường lực đây. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà độc quyền phân phối bởi Thanh Nga Official, và có thể nói là cái dòng sản phẩm mà hỗ trợ sức khỏe sinh lý nam, đặc biệt là cho những người đàn ông sau 40, sau 50, sau 60 mạnh nhất tại cái thời điểm hiện tại. Thì một hộp như thế này nó sẽ có 60 viên. Khi mà các bạn mua hàng á thì bên mình yêu cầu các bạn sẽ phải sử dụng kết hợp hai sản phẩm nó mới mang lại cái hiệu quả cao được. Đó là sản phẩm chính của chúng ta có mã phục đan, sản phẩm bổ sung mình có cái tinh hào cường lực. Nhưng mà các bạn đừng có lăn tăn rằng bên mình sẽ bắt các bạn mua một lần hai sản phẩm, không có. Mã phục đan này là đương nhiên là sản phẩm các bạn phải mua, còn cái tinh hào cường lực này thì bên mình tặng kèm cho các bạn. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng một mã phục đan nó sẽ đi kèm với một tinh hào cường lực. Thì mã phục đan thành phần chính của nó sẽ là hào nè, nhân sâm nè, chiết xuất đông trùng hạ thảo nè, chiết xuất ba kích nè, rồi vitamin nè, rồi tinh bột bắp nè. Thì đây là những cái thành phần mà khi mà mình đọc lên thì các bạn thấy là gì? Công dụng chính của nó sẽ là tăng cường sinh lý và bồi bổ cơ thể, đặc biệt là có nhân sâm và đông trùng hạ thảo ở trong đó, phải không nào? Về cái tinh hào cường lực này thì đương nhiên nó sẽ có tinh chất hào và nó sẽ có thêm kẽm fluconate để, và cái thành phần quan trọng nhất là cái L-arginine. Thì kẽm fluconate và L-arginine nó sẽ kích thích cơ thể chúng ta sao ạ? Sản sinh ra cái testosterone nội sinh. Đó thì cả hai sản phẩm đều giúp cho các bạn gì ạ? Cải thiện về nội tiết tố trong cơ thể, kích thích cơ thể sản sinh ra nội tiết tố nội sinh và cải thiện cái tình trạng mà bị khó cương hay là đang lâm trận thì nó bị xìu mất tiêu ha, và đặc biệt là tình trạng xuất sớm do suy giảm nội tiết nữa. Thì cái cách sử dụng như sau, thì mỗi ngày các bạn sẽ uống 2 lần, mỗi lần một viên mã phục đan và một viên tinh hào cường lực. Thì các bạn sẽ phải uống sau ăn lúc bụng mình no ha. Và liệu trình khuyên dùng của sản phẩm này thông thường nó là 3 hộp. Khi các bạn mua một lần một liệu trình luôn thì các bạn sẽ được tặng thêm một hộp mã phục đan và một hộp tinh hào cường lực để uống duy trì, tức là chương trình mua 3 tặng 1. Còn bạn nào mà mình có điều kiện kinh tế một chút á thì mình có thể lấy cái chương trình mua 4 tặng 2, nó rất là tiết kiệm cho chúng ta ha. Còn nếu như mà ai mà cảm thấy chưa tin tưởng vào sản phẩm thì không sao, các bạn lấy một hộp các bạn dùng trước cũng được.
À, không có vấn đề gì cả ha. Thì sản phẩm này nó sẽ có tem chống giả nè, và nó sẽ có mã QR cũng như mã vạch phía sau. Thì hầu hết các bạn thấy là những cái sản phẩm mà nó có những cái mã như thế này và nó có cái số công bố như thế này đều là những cái sản phẩm mà nó đã được Bộ Y tế cấp phép cho lưu hành trên toàn quốc. Và để đăng ký được cái mã vạch này thì bên mình sẽ phải có đầy đủ cái tiêu chuẩn để đăng ký vào hồ sơ của mã vạch quốc gia các bạn nha. Thì nên cho đó thì các bạn hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng sản phẩm ha. Ngoài ra nếu như mà bạn nào mà mình cần dùng những cái sản phẩm mà gọi là trước quan hệ, mà cấp tốc trước quan hệ, thì ở đây bên mình có cái kẹo ngậm Xrô. Thì kẹo ngậm Xrô là một cái dòng cực kỳ mạnh của bên mình luôn. Để gì ạ? Để nó cải thiện cái tình trạng mà xìu giữa đường hay là xuất tinh sớm. Nhưng mà nó khác với mã phục đan ở chỗ nào các bạn? Đó là nó sẽ tác dụng nhanh hơn, các bạn chỉ cần dùng mỗi lần một viên trước khi lâm trận 1 tiếng là sau 1 tiếng đó nó có tác dụng. Tuy nhiên các bạn cũng nên hiểu rằng những cái dòng mà cực mạnh dùng trước quan hệ như thế này nó chỉ có tác dụng ở trong cái lần quan hệ đó thôi, chứ nó hoàn toàn nó không có tác dụng mà lâu dài về sau giống như là cái mã phục đan. Do đó nếu như mà anh nào mà chúng ta có những cái tình huống cần gấp, hoặc là chúng ta không có quan hệ nhiều, 1 tháng mới chúng ta mới về gặp vợ 1 lần, hay là 1 tháng mình mới gặp người yêu 1 lần, 2 tuần mình mới gặp người yêu 1 lần, thì mình có thể trải nghiệm cái kẹo Xrô này, nó rất là phù hợp. Còn anh nào mà mình muốn gọi là điều trị, hỗ trợ điều trị về lâu về dài, vừa bồi bổ sức khỏe tổng thể mà vừa bồi bổ sức khỏe sinh lý luôn, thì mình vẫn khuyên là các anh nên chọn cái mã phục đan và cái tinh hào cường lực này, bởi vì nó rất là tốt cho sức khỏe của mình ha. Rồi, nếu như mà bạn nào có nhu cầu chúng ta đặt hàng thì các bạn hãy liên hệ với số hotline hoặc là nhắn tin cho bên mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.